ngon xoắn lưỡi. Hai em, anh là Nick và anh đến từ Mỹ. Anh tin là cuộc đời mỗi người được tiếp diễn bởi chuỗi lát các quyết định. Giống như anh vậy nè, vốn dĩ anh qua Mỹ để theo đuổi ngành kinh doanh, nhưng cuối cùng lại trở thành bếp trưởng sushi. Tại sao lại là sushi hả? Tại vì nó tươi rói nè, sạch sẽ và cực đậm vị. Như anh vậy, nếu em thích đồ sống thì hãy chọn anh, còn nếu em không thích thì anh có thể lo cho em cả tấm thân này. Oh my god. Anh luôn muốn tìm kiếm bản thân mình trong những chuyến hành trình. Và giờ anh biết, hành trình đó chính là em. Em xứng đáng có 10 người yêu, nhưng anh lại có thể yêu em hơn cả 10 người. Anh tin là nếu mình ghép đôi trong năm con hổ thì sẽ không sợ tình phai dần. Chọn anh em nhé. Ảnh là hàng tươi sống tươi ngon luôn đó em. Ok, bây giờ chúng ta chia sẻ với chàng trai này ạ. Tiên, Tiên canh quá Tiên. Bình thường là em không có biết ăn đồ sống, nhưng mà từ khi gặp anh là em thích đồ sống rồi đó. Đó. Tiên ơi, em chuẩn bị cho chị ngồi nha. Thôi để cho em ngồi đây với chị. Để em cho đem ngồi ké chị. Cho anh ngồi trên thay là cho em vậy. Bữa nay mình là mời tới ăn, chứ không phải mình là chủ tiệc sinh nhật em ơi. Không, em lộn xíu. Nói chung là nhìn anh này có vẻ rất là chân thành. Một người đàn ông rất là chững chạc, khi mà anh nói chuyện về công việc kinh doanh này kia xong cảm thấy rất là điềm đạm. Chắc chắn là độc thân đó. Lấy gì chắc? Thích ăn đồ sống. Thích tôi sống cái độc thân vậy đó hả? Thiệt tình con bé. Trời ơi, hải sản nó làm mờ mắt con người rồi. Cái gì mà nó không ngồi yên một giây nào luôn anh, nó cứ... Ủa em cứ phải nhìn Tiên, Tiên, hoa hậu Tiên. Không, em tới đây là để tìm kiếm cho nữ chính. Chị tưởng em tìm cho em. Ủa? Không có tìm. Bảo Thi em thấy sao? Độc thân. Đó. Độc thân. Có vẻ là bạn này muốn kiếm người yêu thật sự, bởi vì bạn đang rất là tự tin với sự thành công của mình. Cho nên là một vote cho hàng tươi sống. Mời Mai Tiến Dũng. Dạ, rồi thì em bật mí luôn nha. Em biết đàn này. What happened? Nhớ anh không em? Nhớ hồi đó chúng mình không em? Nhớ hồi đó chúng mình không em? Hai người từng hẹn hò hả? Ngày ấy chúng mình bên chiếc cầu em nhớ không? Từ từ. Sau một cái clip mà một thời gian anh không có liên lạc lại với em trai. Anh và em trai có liên lạc trước đó. Em càng nói là càng thấy nó còn đáng sợ hơn. Anh Grant xin thêm một điều là cái này là của em, không phải là của anh nha. Nhưng mà hồi xưa có là của anh không? Cái này anh cũng đang suy nghĩ lại luôn, anh cũng không biết là từng của anh chưa đó này không? Hả? Phải úp úp mở mở cho nó mới hay anh ơi. Cái này nó mở quá rồi chứ úp bà nội tôi chứ úp. Nó mở gần hết rồi. Nhưng mà anh phải nói khen một câu là hôm nay rất là gentleman, và cái chặng đường em đi anh rất là happy cho em, và anh mong hôm nay là em sẽ có mục đích đến rất là hoàn hảo như em mong muốn. Cái này giống là người cũ gửi lời cho nhau. Lo quá Tiên. Sao ta mới dọn ra món đầu tiên, cái ông nói hồi xưa anh ăn món này rồi. Tính chính nha, chưa ăn. Ôi, chưa ăn sushi em làm luôn. Sâu nha. Ok. Sao ướp mỡ quá vậy? Dây màu gì? Màu xanh. Ok. Trời ơi, hú hồn.
đúng không? Người ấy là ai?